Chào mừng các bạn đến với khóa học kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp. Tôi là Trần Bằng Việt, chuyên gia tư vấn cao cấp doanh nghiệp và đồng thời là tổng giám đốc của Đông A Solution. Tôi cũng đã có một cái thời gian dài phụ trách khối phát triển kinh doanh và những cái phòng như là phòng kế hoạch của một số tập đoàn lớn. Và do vậy ngày hôm nay tôi rất mong muốn dùng thời gian của mình để chia sẻ những điều tôi hiểu biết về công tác kế hoạch theo một cái ngữ nghĩa ít lý thuyết nhất và nhiều thực tiễn nhất có thể. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã biết đến cái giá trị của hệ thống định vị toàn cầu, hay là chúng ta gọi là GPS, được sử dụng rất nhiều trong những cái ứng dụng như là Google Maps, hay những cái bản đồ số, vân vân. Hãy hình dung, chúng ta từ thành phố Hồ Chí Minh và muốn đi đến Hà Nội. Chúng ta không biết để làm sao để đi. Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh đó là nơi bắt đầu và là nơi mà chúng ta mong muốn đến, tức là góc độ nào đấy là một mục tiêu của doanh nghiệp của mình. Nhưng làm sao để đến được ở đấy thì chúng ta sẽ dựa vào bản đồ để chúng ta biết rằng là ngày đầu tiên với cái sức đi của mình, với phương pháp đi như này của mình, với công cụ phương tiện như thế này của mình thì chúng ta sẽ đến Ninh Thuận, chúng ta sẽ đến Đà Nẵng, chúng ta sẽ đến Nha Trang, vân vân. Và cứ như vậy đến được Hà Nội. Từng cái chặng mà chúng ta đi đó là những chặng của quá trình kế hoạch để chúng ta đạt được cái chiến lược mà chúng ta mong muốn. Nếu như không có hệ thống GPS đó, chúng ta sẽ rất là khó khăn khi đến một thành phố mới. Chúng ta không biết rẽ trái hay rẽ phải, 50 mét nữa rẽ trái vào đường gì đấy và đi như thế nào đấy và có cảnh sát giao thông ở đây không. Nhờ cái sự hệ thống GPS này, chúng ta sẽ có thể bảo đảm được cái việc đạt đến được cái đích đến của chúng ta là Hà Nội trong một khoảng thời gian cho phép như mong muốn của chúng ta, với cái tài nguyên mà chúng ta có, với những phương tiện chúng ta có, với khả năng và tiền bạc chúng ta có. Dĩ nhiên rằng nếu chúng ta có điều kiện quá, chỉ cần ra sân bay và mua một vé bay của Vietnam Airlines, Bamboo hay Jetstar thì chúng ta có thể bay một cái vèo đến nơi, nhưng chắc hẳn cũng không có ai được có những cái cánh cổng thần kỳ như của Doraemon như vậy. Tất cả mọi doanh nghiệp đều phải sử dụng tằn tiện những cái đồng tiền mình có, những cái phương tiện mình có, những cơ sở vật chất và nguồn lực mình có. Và do vậy, cái giá trị của kế hoạch ngày càng quan trọng hơn. Quan trọng hơn nữa rằng là khi chúng ta có một hệ thống GPS thì cái kế hoạch dù to đến mức độ như nào, cái mong muốn cho dù vĩ đại đến mức độ như nào, nó được phân rã xuống từng cái hành động cụ thể. Và tất cả mọi người, anh lái xe, bạn lơ xe, một người phụ trách đó, ngay lập tức biết rằng là chúng ta đang đi đến đâu, được bao nhiêu phần trăm rồi, đạt hay không đạt, chúng ta sẽ tiếp theo phải làm gì, phải tăng tốc, phải giảm tốc, phải làm như này, phải làm như khác, để mong hầu chúng ta đến được đích đến trong ngày, hay là chúng ta đến được cái nơi chúng ta cần đến trong một cái tuần. Đó là cái giá trị của hệ thống định vị toàn cầu, của GPS, của bản đồ. Và đó cũng là cái giá trị của những cái bản kế hoạch, đặc biệt là kế hoạch kinh doanh trong cái hoạt động điều hành của một doanh nghiệp. Thiếu nó, chúng ta sẽ rất khó để vận hành. Tôi rất là thích một câu nói của ông Thủ tướng Anh Winston Churchill, một trong những chính trị gia xuất sắc nhất của thế kỷ 20. Ông là Thủ tướng Anh trong giai đoạn của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2. Và một điều thú vị là nước Anh lúc đó là một nước không phải là một cái cường quốc thực sự. Nó không còn là một cường quốc thực sự nữa. Nó không phải là nước hàng đầu thế giới. Và dường như bất kỳ lúc nào nếu như người Đức muốn thì cũng có thể tấn công nước Anh và có thể là tiêu diệt họ trong vòng, tôi nghĩ là tối đa khoảng 2 tuần. Thế nhưng mà Winston Churchill bằng cái năng lực ngoại giao, bằng cái khả năng tuyệt vời của mình đã liên minh được với Mỹ, ông đã liên minh được với Nga, lúc đó là Liên Xô, để mà cùng với nhau lập ra một cái liên minh, một cái được gọi là đồng minh và tạo ra một cán cân kéo quân Đức căng đét trên các thị trường châu Âu và như vậy không thể tập trung để đánh nước Anh được. Và cũng nhờ như vậy, nước Anh sẽ dần dần trở lại thành một cái cường quốc và chia ba thế giới cùng với Mỹ và Liên Xô tại hội nghị Yalta ở Tehran năm 1943. Sau này lập ra cái chúng ta gọi là Liên Hợp Quốc, có một chỗ đứng vĩnh viễn trong làng chính trị thế giới. Thế thì Winston Churchill có một cái câu đúc kết mà những người làm kế hoạch cực kỳ thích cái câu đấy. Đó là câu là "If you fail to plan, you plan to fail." Nếu bạn không thể hoạch định, bạn không thể lập được một kế hoạch thì cầm chắc là bạn chuẩn bị bạn thất bại. Chúng ta hình dung là kế hoạch tức là một cái phương án để chúng ta chiến thắng. Mà ngay kể cả cái phương án đó, chúng ta nghĩ đến, chúng ta hình dung ra, chúng ta viết ra thôi, chúng ta đã không viết ra được, chúng ta không hình dung được một cách logic được, chúng ta không chuẩn bị một cách bài bản được, thì huống hồ gì chúng ta đi vào vận hành cái kế hoạch đó trong thực tế. Tại vì thực tế luôn luôn khó khăn hơn là những gì chúng ta hình dung, luôn luôn khó khăn hơn là những gì mà chúng ta viết rất là nhiều. Và do vậy nếu chúng ta không thể hoạch định được, không thể lập kế hoạch được, thì cầm chắc, tức là chúng ta thất bại trong việc lập kế hoạch, có nghĩa là chúng ta đang lập kế hoạch để thất bại. Cái câu này là một câu hết sức là nhức nhối. Và trong quá trình điều hành của tôi tại các doanh nghiệp thì cũng rất là thẳng thắn rằng là tôi cũng có thấy được rằng là mỗi khi mà tôi yêu cầu lập kế hoạch và các bạn
ở bên dưới, thôi anh cứ làm đi thôi, vân 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 và vân vân. Các bạn không có khả năng lập ra một kế hoạch cho chỉn chu, cho chắc chắn, cho logic, cho nhất quán, cho bài bản. Thì dường như là sau đấy rất nhiều việc này việc khác xảy ra, mà đôi khi có những việc các bạn chưa hình dung được và bị kéo đi, cuối cùng cái kế hoạch nó không thành công. Thành ra đối với tôi đây là một cái câu mà cực kỳ chính xác. Cho dù chúng ta lập kế hoạch được, đương nhiên chúng ta vẫn có thể thất bại chứ phải không? Nhưng mà chắc là xác suất để mà thất bại nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Một người khác, một vị thống tướng lục quân của Hoa Kỳ, nguyên soái của phối đồng minh trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, ông Dwight Eisenhower, ông là tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ. Ông cũng nói một câu rất là hay mà chúng ta cũng rất là nhức nhối về công tác kế hoạch. Plan is nothing, planning is everything. Những cái bản kế hoạch, những tập tài liệu kế hoạch đó, nó không là gì cả. Quan trọng là cái quá trình chúng ta hoạch định cái kế hoạch đó, xây dựng cái kế hoạch đó. Cái quá trình chúng ta phải tâm tư, chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải tìm cách này, chúng ta phải cân tìm cách khác. Chúng ta phải cân nhắc, chúng ta phải lường trước tất cả những mọi vấn đề. Chúng ta phải sắp xếp, chúng ta phải bố trí, chúng ta phải bố cục để có thể đạt được cái điều đó. Cái quá trình đó làm chúng ta thấu hiểu vấn đề. Cái quá trình đó chúng ta làm thấu hiểu hoàn cảnh. Cái quá trình đó làm chúng ta hiểu được những ràng buộc, những khó khăn, những cái giới hạn của từng cái nguồn lực của mình, từng cái năng lực của đội ngũ của mình. Và nhờ vậy quá trình đó làm chúng ta hiểu rõ hơn và chúng ta có phương cách để chúng ta chiến thắng. Lý do gì mà cả hai người đều là người đứng đầu của những cái cường quốc lớn nhất của thế giới trong thế kỷ 20 lại cùng nêu một vấn đề về một cái mảng mà tưởng chừng rất là nhỏ trong mỗi doanh nghiệp, trong mỗi đất nước, trong mỗi xã hội là mảng kế hoạch? Tại vì nếu như chúng ta mà có những mục tiêu, mục đích mà chúng ta không có những kế hoạch thì những mục tiêu, mục đích đó nó giống như những giấc mơ, nó giống như những điều ước mà thôi. Các bạn có đọc cuốn Hoàng tử bé, một cuốn sách rất là nổi tiếng, thì tác giả của Hoàng tử bé Anton de Saint-Exupéry, ông có nói một cái câu là "A goal without a plan is just a wish." Nếu một cái mục tiêu mà không có kế hoạch kèm theo thì đó chỉ là một cái mơ mộng hão huyền.